kỳ thùng, các kỳ thùng trống đi à, làm kỳ canh tay nè đã điện này, các kỳ thùng, các kỳ thùng, các thùng, các thùng trống bao canh tay nè đã điện này, các kỳ thùng. Ây trời cùng quá đi, ơi ơi à để quấy vùng một dân, ta là quét quét sao cho trời nó sạch cái bụi trần, bụi trần, bụi trần, bụi trần, quét sao cho trời nó sạch cái bụi trần đi. Sao cho nó sạch, ơi ơi à để quét đi chân con lợn xề, à là nhất nhất là quan rồi nhị, à đến đến cụ đề, cụ đề, cụ đề, cụ đề, nhất là quan rồi mới đến cụ. Ấy thứ ba đến cầu linh, ơi ơi là để cập đi kề cửa công, à là đấng đấng quan nhân thời, anh lính cũng một lòng, một lòng, một lòng, một lòng, đấng quan nhân thời, anh lính cũng một lòng. Bác ơi! Hả? Bác! À. Sao, 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 sao? Bác biết không? Sao? Năm nay ý, bên trấn Kinh Bắc là giặc giã đói kém lắm. Thế hả? Chẳng thiếu vì những anh cha căng chú kiết. Ờ? Giả làm hàn sĩ đến đây để quê giày. Hả? Này! Hả, 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 hả? Mà sao, 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 sao? Cái anh bạn hôm qua cũng là cái khoản ấy đấy. Ừ. À, nhưng mà không lo, không lo. Tớ đã có phép của mình rồi à. Đố anh nào mà lọt được cái chứ. Lọt. Úi dồi ôi. Kìa 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 kìa. Ê kìa. Kìa ai ngốc nghe phu đi bên thì bên thềm. Học trò hay là học trẹt, đồ buồn hay là đồ bẹt, chứ như chấu chát chi hồ giả đã, đồng kém chẳng có định vào nhận họ, kiếm bữa say khướt mượn gạo vay tiền, à tiền, quân tử hết gạo mà chạy rông ấy mấy kìa. Này 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 bác ơi, hả? Bỏ quét dinh trong đi bác ơi. Ừ, tôi đi kệ hắn. Tôi lưu ý bình con nhà hàn sĩ với dương công là bạn bút ý, đã 10 năm mi hai sách một ý. Lều trong đi thi cùng một y khoa, bạn đỗ cao nên công nên quả, tôi hỏng thi giặc đốt cửa nhà, nên bây giờ lạc bước bơi vơ, đành muối mặt tôi sang nhờ vả
tuổi áo rách đói cơm ai oan, ngại lòng ai nơi gác tía lầu hồng. Ngày hôm qua ra ngõ gặp gái, tôi đi không lại trở về không. Ngày hôm nay tang tảng rạng đông, tôi sang sớm kẻo quan y người đi vắng. Tôi lo ngồi lại đứng, thân học trò gặp lúc xa cơ, biết nữa nhờ ai bẩm hộ bấy giờ. Ở cũng giờ tôi ra về, cũng nghĩ giờ. Này anh kia. Ôi may quá. Dạ xin chào hai cậu ạ. Không dám. Này, anh đi đâu đấy ạ? Anh đi đâu mà lại cứ xăm xăm vào nhà người ta thế ạ? Thế tên anh là gì? Dạ thưa hai cậu, tôi tên gọi Lưu Bình, có bạn với quan ngài khi trước ạ. Láo quá nhỉ? Ôi giời, láo thật đấy, láo quá đấy. Ôi giời, trông này, ái giả gớm. Quần thì nước sáo, áo thì nước dưa. Cái khăn gói gió đưa thế này thì bạn với tôi cũng không đáng nhá. Bạn với tôi cũng không được. Thế mà nói là bạn với quan tôi chỉ là cái láo quen. Bạn là bạn cái thủa Hàn Vi, còn bưng nhiên mài mực hầu thầy kia à? À, có chăng thì chăng chứ. Dạ thưa hai cậu, vì bấy lâu đò sang cách trở, người ở kẻ chợ, tôi ở đông ngàn, mãi hôm nay mới cố tìm sang. Dạ nhờ hai cậu kíp vào bẩm hộ ạ. Thôi được, ở ngay đấy, để tôi vào tôi bẩm quan cho. Này bác ơi. Hả? Nhả nhò đi bác nhá. Biết rồi. Thì ra bác cũng là nhà nho kia đấy. Ý hẳn năm nay nhà ta bên đây chắc là cũng túng đói lắm nhỉ. Dạ thưa cậu, chẳng may năm nay bên tôi giặc giã. À ra thế. À nhà nho. Nhà nho thì chắc hẳn là trong bụng này nhiều chữ lắm rồi. Con nhà học trò thì ai mà chả biết chữ hả cậu? Ơ, thế tại sao tôi con nhà học trò mà lại không biết chữ? Cậu nói cậu con nhà học trò mà không biết chữ nghĩa là sao ạ? Này nhá, bố tôi là học trò, đẻ ra tôi, thế tôi có phải con nhà học trò không nào? Vâng, cậu phải. Này bác ơi. Thế bác nói bác là học trò, để tôi ra cho bác vài câu đối. Nếu mà đối được mới đích là học trò, mà đích là học trò thì tôi mới vào tôi bẩm quan tôi cho. Chứ bẩm lếu bẩm láo quan ngài của cho có mà chả chết chứ. Được, cậu cứ ra câu đối. Nghe đây này, khó đấy. Tôi ra đối là nướng đậu phụ cho cha ăn. Nào, bác đối lại đi. Cậu ra là nướng đậu phụ cho cha ăn. Tôi xin đối, sắt ích mẫu cho mẹ uống. Không phải. Cậu bảo không phải thì cậu đối thế nào? Tôi đã ra là nướng đậu phụ cho cha ăn thì bác phải đối lại là múc mắm tôm cho mẹ chấm chứ. Cậu mẹ thế là mẹ láo rồi. Ui dồi ôi, láo á? Láo là láo thế nào nhỉ? Láo thế nào hả? Thế đậu phụ chấm với gì? Đậu phụ cho chấm với mắm tôm chanh ớt đánh sùi bọt lên ăn chả ngon quá còn gì nữa. Vâng, chịu cậu. Ôi, này bác ơi, còn câu nữa. Câu này mới là thậm khó đây này, nghe đây này. Thủ lợn nâu đông ăn bẻ mép. Nào bác đối lại đi. Được, tôi xin đối. Đuôi bò nính đục trên nhờn bôi. Trời ơi, tuyệt quá gớm. Bẻ mép lại đối với nhờn môi. Mới nghe qua mà tôi toát hết cả mồ hôi lưỡi. Thôi đúng rồi, đích thực bác là học trò rồi. Để tôi vào tôi bẩm quan tôi cho nhá. Đứng nguyên nhá, để tôi vào tôi bẩm quan cho. Đứng đấy. Bớ bác Lưu Bình, nghe lệnh quan truyền. Chà, đợi mãi, suốt cả ruột. Quan truyền cho bác Lưu Bình. Vâng, tôi vào ngay đây. Quan truyền là quan cấm cửa.
Sao? Quan cấm cửa à? Phải, quan tôi cho tôi ra bảo với anh là quan tôi không có bạn bè gì mấy phường đói rách. Thôi đi ra, Nhưng hai cậu có bầm hộ tôi là Lưu Bình không ạ? Thôi. Bình với bồng không bằng công với lầu ạ. Bồng kỹ lắm rồi. Quá kỹ rồi. Nhưng mà quan tôi bảo là quan tôi tiêm khốc là không tiếp là không tiếp. Thôi nhớ. Ra. Cậu ơi. Ra. Thế đi ra. Ra. Chào ơi. Có lẽ nào lại như thế nhỉ? Này. Đi đi. Bác đến từ hôm qua giờ bụng cũng đói rồi. Đói rồi. Thôi được rồi, bây giờ đứng nguyên ở đây nhé. Để tôi vào tôi lần cho lương cơm nguội nhé. Đứng nguyên đấy. Đứng đây đấy. Ta thật không ngờ bạn ta lại đối xử như thế này. Úi giời, ái già. Lần từ đầu trạm đến cuối trạm mới được lưng cơm với nửa quả cà. Thôi đây, cầm lên tạm mà ra kéo lòng không dạ đói. Này, cơm cả lén ấy. Ăn đi. Tủi thân khôn nói, trong lưng cơm nghĩ cực trăm phần. Nuốt nơ làm sao ý, cho được mà ý ăn. Dạ ơn cậu tôi về không nghe mày. Úi dồi ôi này gớm. Chê hả? Tôi chê là chê cái bụng thầy trò nhà cậu. Không ăn thì thôi, cho 5 tiếng mõ lấy hơi mà về này. Đấy, gọi là có hơi ngu cốc nhá. Thôi ra, ra luôn. Này cậu, tôi nói để cho cậu hay. Khi tôi với quan ngài đi thi có hẹn với nhau rằng học tài thi phận, đường công danh được mất bởi trời. Nhưng Nghĩa Kim Lan xin chớ đổi rời. Trước làm sao, sau xin làm vậy. Thế mà nay sang giàu bỏ bạn, thực là... Thôi ông ơi. Đây, cổng ngõ đây. Mời ông ra ngay kẻo quan ngài là của. Đi luôn, đi. Cậu ơi, cậu không cần phải đuổi. Tôi sẽ đi ngay. Nhưng cậu hãy để cho tôi than thở vài câu. Ừ, than thì than nhưng mà cấm được thở đấy nhá. Chào ôi, cơ hàn nhường ấy, dắt đem thân tới bạn mà nhờ. Biết đâu ý, rằng chẳng đoái nghĩa ý, lại sai nhắn những điều sĩ và... Thôi ông ơi, ông đừng có mà bài bây quân tử cố cùng. Ông ra ngay cả con ngài là của. Đi, thôi, đi. Nhờ. Cậu không cần phải đuổi, tôi sẽ không thèm ở đây nữa. Nhưng cậu hãy để cho tôi tức sự vài câu. Tức vì tối mãi. Đôi lời nhắn nhủ với xương công, cái nghĩa ở Kim Lan nghĩ thẹn. Bạn khó đến nhà xua chẳng tiếp, tình đời đen bạc ngán cho không.
Úi dồi ôi, gớm gớm gớm. Cái ông này tuy là nhà nho nhưng mà anh nông nổi phối bò, chứ không có thân nho cỏ gái như là cái ông Dương Lễ nhà tôi. Chú nói gì? Dạ bẩm quan, con nói là quan thân nho đấy ạ. Thế bác Lưu đi rồi sao? Úi dồi ôi, dạ bẩm quan, dạ bẩm quan vâng lệnh quan truyền làm điều sỉ nhục. Dạ con đã sỉ mà bác ấy cũng đã nhục 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 rồi đấy ạ. Cho nên bác ấy vừa đi vừa than trời trách đất đấy ạ. Thế bác than ra làm sao hả con? Dạ bác than thế này ạ. Ôi ơi ông bạn tôi mà, tôi ơi, anh chê tôi rách rưới đói nghèo, anh đuổi tôi đi anh chẳng tiếc, anh chăn cơm mốc với cà mèo sao ý, sao đành cơm niêu ý, lúc xưa còn nước lọ với cơm niêu, một thời sơn sớt giàu nghèo ta có nhau đến đây này, anh được bay sang giàu bạn lên trời chẳng có tiếc, được cái lúc đen đầu cũng thể làm quan học hành như thế cũng tội cơm. Dạ bẩm quan, bác con than thế đấy ạ. Bác có giận ta như vậy thì bác mới chịu học nên người. Dạ vâng ạ. Thế con trông bác có được béo tốt lắm không? Úi dồi ôi, dạ bẩm quan, bác con béo lắm ạ. Mặt bác béo mà hai chân bác con cũng béo ạ. Trời ơi, bạn thác đói khát đến nỗi hóa phù ra kia ư? Phù thủng rồi ạ. Thế con trông bác ăn mặc ra sao? Úi dồi, dạ bẩm quan, bác con mặc một cái áo hoa. Áo hoa? Dạ vâng ạ, bác con mặc một cái áo loáng thoáng hoa bông tròn bằng thịt ạ, mà thêu chỉ kim tuyến toàn bằng nón rơm nếp. Thế còn quần áo bác ăn mặc ra sao? Úi dồi ôi, dạ bác, dạ bác con đội một cái khăn ạ. Khăn nhiễu hay khăn lượt? Dạ bẩm quan, bác con đội khăn tam giang khấu chu du phóng hỏa. Thế là thế nào? Dạ bẩm quan, có nghĩa là cái khăn của bác con ý, ba đoạn kết là một, con gọi là tam giang khấu. Còn chu du phóng hỏa có nghĩa là cái đêm xé nhỏ ra một nhóm bếp thì cháy nỏ lắm ạ. Trời ơi, ta thật không ngờ bạn ta lại đói rách đến như vậy. Dạ. Ta nghĩ thật đau lòng. Con cũng sốt hết cả ruột ý. Số là từ khi ra ứng thí, ta đã nguyện cùng nhau vinh tắc cộng lạc, bần tắc cộng yêu, hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly. Thế mà nay bác phải tủi cực ra về, ta thấy vậy không sao đành dạ. Dạ bẩm quan, hay là để con đi, con gọi bác con quay lại, quan đãi bác con một bữa say mất cung thang là xong, cứ để con đi cho. Hay khoan, ta đã chủ tâm như vậy là để gạt bỏ thói thường tình, làm điều nghĩa cả. Ta muốn bác nếm mùi tân khổ, rồi sẽ cử người thân tín đi nuôi. Sẽ cử người thân tín đi nuôi? Nếu chú tìm được ai, ta giao cho 3 nén vàng 10, đi nuôi bác đến khi công thành danh toại. Dạ bẩm quan, xin quan giao việc ấy cho con ạ. Sao? Chú đi nuôi bác à? Dạ vâng, này nhá, con sẽ sắp xếp đâu vào đấy. Cái việc gạo, nước, mắm, muối, tương cả, con sẽ giao cho mẹ đĩ cho con nó lo. Còn cái việc bưng nghiên mày mực điếu đóm tiểu trà, con sẽ giao cho thằng cu nhớn. Còn việc kèm cặp văn bài, dạ chính con. Con sẽ đội lễ đến nhờ quan Bảng Nhẫn, một vị danh sư nổi tiếng khắp vùng. Dạ bẩm quan nhá, đến khi ấy nhá, cơm có sống là sống tại lồi, không phải tại vung ạ. Bác con thi không đỗ là do số bác con, chứ không phải đây là quan không hết lòng với bạn ạ. Chú nghĩ như vậy cũng thực là chu đáo lắm. Vâng. Nhưng thôi, hãy vào nhà trong, mời bà ra đây để cùng ta bàn bạc. Dạ vâng ạ. Chữa bệnh phong lưu phải nhắc điều liêm sỉ, thế mới là chi kỷ chi âm. Nhưng chao ôi, đường đời muôn nỗi khó khăn, trăm nẻo ngược xuôi, ai lường hết nhẹ. Dạ, đạo vợ chồng đã nên chi kỷ, chàng âu sầu thiếp lệ chăm chăm. Có điều chi làm nhập lòng ý chàng, mà với thiếp còn em mãi chưa tỏ
Châu Long mời nàng ngồi xuống đây. Dạ. Châu Long nàng ơi, bác Lưu Bình với ta là bạn. Thuở hàn vi thân thiết chỉ tình, đến bây giờ ta được hiền đi vinh mà bạn vẫn ơi cơi hàn cực nghi. Giúp bạn đủ no chẳng lấy gì làm khó, nhưng ta lại e sao nhãng học hành, nên ta đã giả cách vô tình chịu tiếng bạc cho bạn hiền tủi cực. Sao nữa giả thưa? Ta muốn bác nếm mùi tân khổ rồi sẽ cử người thân tín đi nuôi. Ai đi đó giả thưa chàng? Chu hầu kia vốn trọng nghĩa khinh tài, chú đã nhận, ta thiết nghĩ cũng chẳng còn ai hơn chú. Châu Long, ba nén vàng 10 của truyền gia nàng giữ, ta cũng định giao cho chú để dựng gây. Nhưng còn e chưa đẹp lòng nàng, nên ta cho mời nàng ra đây để cùng ta bàn bạc. Chàng ơi, đã là tình son sắt, sao lại tiếc chi vàng? Thiếp chỉ e, có vàng mà chẳng có tâm, vàng cũng hết, mà nghĩa tình cũng mất. Đúng là như vậy, muốn nên kim phải có người mài sắt, ngựa hay thường có tật. Có lẽ ta phải tìm cho bác một người tri kỷ tri âm. Vậy thì chú hầu kia dù có vạn cân vàng, công danh bác Lưu vẫn cứ còn lần đần. Chào ôi, nếu như công danh bác Lưu vẫn còn lần đần thì lòng ta còn vướng bận khôn nguôi. Có lẽ nào lời thề xưa lại hóa chuyện mua cười. Bạn gặp nạn mà ta chẳng làm gì giúp bạn. Dạ thưa chàng. Ôi Châu Long, nghe nàng nói khiến ta bàng hoàng xúc động. Nhưng để vợ đi nuôi bạn thì tự cổ lai chưa từng có bao giờ. Dẫu tấm gương chẳng chút phai mờ, ta thiết nghĩ cũng thật là thầm khó. Và lại, nếu như công danh bác Lưu vẫn còn lỡ giờ, có lẽ nào nuôi mãi được du và thế gian nam nữ đồng cư. Tiếng tăm ấy ta rửa làm sao được? Không, ta không thể để nàng đi như thế được. Chàng ơi, đã tin nhau quản chi điều chỉ bất, việc khó chẳng tận tình, sao đáng mặt chi âm. Thiếp muốn vì chàng đổi oán thành ân, mà chàng còn e ngại, chắc có điều chi chưa tiện nói. Không, việc nàng nhận đi khiến lòng ta bối rối, nhưng để nàng đi cũng thực tội cho nàng, phải làm người vợ hờ để che mắt thế gian. Thân gái dặm trường, khó khăn trăm nhẹ. Dạ thưa chàng. Thiếp chịu ơn chàng thắm sâu như bể. Bởi cảm nghĩa chàng nên thiếp nhận ra đi. Xin chàng cho thiếp được sẻ chia điều nghĩa cả. Ôi Châu Long, nàng thật như mảnh trăng rằm sáng tỏ. Ta đã hiểu lòng nàng, mà nàng cũng thấu tỏ lòng ta. Việc lớn cậy nàng quyền biến liệu lo, ơn nghĩa ấy ta xin ghi lòng tạc dạ. Châu Long, giờ chắc bác Lưu đi cũng chưa xa, nàng hãy mau vào sắm xanh hành trang để theo cho kịp, kẻo e bác Lưu bất đắc chí mà liều mình thì. Dạ. Dạ, bẩm quan là
Có điều gì thế các chú? Dạ bẩm quan là bà con còn trẻ người non dạ lắm mà. Dạ non dạ lắm mà. Thế mà quan để cho bà con đi như thế thì chúng con sợ là hỏng mất thôi. Ta cấm các chú không được xúc phạm đến đức hạnh của nàng nghe không? Dạ 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 bẩm quan con biết bà con đức hạnh lắm à. Nhất trên đời. Dạ nhưng mà lửa gần rơm thì lâu ngày nó cũng bén á. Cháy đùng đùng. Dạ con sợ là chả giữ được mãi đâu. Giữ làm sao được lửa, tay cầm lửa nó bỏng à. Thôi ta cấm các chú không được nghĩ bậy nghĩ bạ về nàng cơ mà. Dạ 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 bẩm quan con thiết nghĩ thế này ạ. Bác Lưu con ít tuổi lại đẹp trai. Đẹp trai ạ. Văn hay chữ tốt lại còn chưa có vợ. Chưa có vợ. Dạ bẩm quan ở cạnh bác nha thì đến bọn con cũng hỏng. Thôi các chú không được nhắc tới chuyện này nữa nghe. Dạ bẩm quan thế ngộ nhớ vạn nhất mà bà con đi hẳn không về thì sao ạ? Bà con sang đò thì sao ạ? Ta tin nàng như chính tin ở lòng ta vậy thì điều vạn nhất kia sẽ không bao giờ có. Thôi từ nay ta cấm các chú không được nhắc tới chuyện này nữa nghe. Dạ bẩm này bác ơi. Quan mình mà nói thế thì anh em ta còn ngôn vào đâu được nữa chứ đi. Ui quan bà ra. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tầm. Quyền ý. Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hoàng. Thiên quyết em chẳng dám thay lòng đổi xa tưởng. Anh đây thêm rối sầu tình ngang ý nổi chia đôi lối anh đành lòng sao chẳng đoái đến bạn đi miền em chẳng dám quên đi những đi phiền đôi nữa lúc chiều đông thì tựa cửa ngao ngang tay cánh vợ ra chồng hết nghĩa hạ sang đi đông lẻ nói cô phòng tuổi tay đôi ngã xa nhau đôi nơi xa tiếng xa người lệ sầu đầy vơi dứt áo ly biệt anh xin chúc ý nàng hòa vui kề sao xiết nỗi ngậm ngùi khuyên ý nàng
lấy lời chất.